qua đời ở tuổi 27, hôm mùng 3 tháng 12, loạt báo Hàn đưa tin cảnh sát phát hiện nam ca sĩ kiêm diễn viên Cha In Ha qua đời, nguyên nhân cái chết vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ. Công ty quản lý của nam nghệ sĩ là Fantajo cũng đã lên tiếng và cho biết, hiện công ty đang chờ xác minh từ phía công an. Cha In Ha sinh năm 1992 và là thành viên của nhóm diễn viên thần tượng Surprise U, trực thuộc Fantajo, nhóm nhạc ra mắt vào ngày mùng 7 tháng 7 năm 2017, anh cũng được biết đến là nam diễn viên trong nhiều bộ phim Hàn Quốc gần nhất, Cha In Ha góp mặt trong bộ phim Love with Floss. Đây là dự án có sự tham gia của cặp diễn viên chính An Jae Hyun, Oh Jeon Seo, lên sóng từ ngày 27 tháng 11 trên đài MBC.